Sau một ngày mưa lớn, sáng sớm nay một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, khiến một người chết và một người bị thương nặng. Ngoài ra, mưa lũ cũng khiến tình hình giao thông và việc đi lại của người dân tỉnh vùng núi phía Bắc gặp rất nhiều khó khăn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 9 tháng 9, một lượng đất đá từ trên đồi cao đã lở xuống, đẩy đổ bức tường phía sau gian nhà xây cấp 4, đè chết chị Đoàn Hồng Ngọc, sinh năm 1995. Một người ở cùng phòng bị thương nặng đã được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu. Gian nhà này được chủ nhà xây cho thuê. Trong khi đó, tuyến quốc lộ 4 giáp danh hai tỉnh Cao Bằng Lạng Sơn thuộc địa phận xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng bị ngập sâu trong nước. Giao thông nơi đây hai ngày qua bị tê liệt, hàng trăm xe cộ và phương tiện giao thông bị mắc kẹt. Mưa lớn cũng đã khiến hàng trăm học sinh trên địa bàn phải nghỉ học.